Thưa quý vị, nhiều người vẫn hay bảo là thân hình vóc dáng là do trời sinh. Vịnh vào chính câu nói này mà nhiều anh chàng đã chấp nhận một cái thân hình ốm o của mình mà không hề mảy may có một suy nghĩ về việc thay đổi nó. Thực tế thì đã có rất nhiều anh chàng quyết tâm tập luyện, họ đã tăng cân và lột xác hoàn toàn để rồi đạt được rất nhiều những điều tốt đẹp trong cuộc sống, công việc và cả trong chuyện tình cảm. Thực tế đã chứng minh với sự quyết tâm họ đã tập luyện và tăng cân thành công. Bạn cũng có thể làm được như vậy, hãy để chương trình giúp bạn nhé. Mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ anh Đan là huấn luyện viên của trung tâm Bodyfit. Anh Đan ơi, anh là một huấn luyện viên hướng dẫn về tập luyện thể hình lâu năm, thì xin anh có thể chia sẻ kinh nghiệm cho những bạn nào đang muốn tập luyện lên cân thì cần phải lưu ý những gì ạ? Thì đối với quá trình mà tập luyện tăng cân á, thì chúng ta lưu ý một số vấn đề như sau. Nhất là chúng ta tập với khối lượng vừa phải, đủ để giúp chúng ta kích thích cái phần cơ cũng như là kích thích phần vấn đề về hấp thụ dinh dưỡng nó tốt hơn để giúp cho chúng ta, cơ thể chúng ta tăng cân hơn. Và lưu ý chúng ta sẽ tránh những cái bài tập mất nhiều năng lượng, ví dụ như là chạy bộ nè, đạp xe đạp mà là leo cầu thang, thì mỗi ngày những cái bài tập đó chúng ta có thể tập từ 10 đến 15 phút là đủ, không nên tập quá nhiều. Vì quá nhiều như vậy nó sẽ mất đi cái lượng nước, mất đi cái lượng mỡ nên làm cho cơ thể chúng ta bị giảm cân hơn. Cho nên chúng ta lưu ý một số vấn đề như vậy. Và nhờ anh đang hướng dẫn cho khán giả của chương trình những bài tập để giúp cho các bạn nam có thể lên cân sau quá trình tập luyện ạ. Rồi thì sẵn với dịp chương trình đây thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn muốn có nhu cầu tăng cân thì một số bài tập để nhằm kích thích cái vấn đề về cơ cũng như là hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn để tăng cân hơn. Thì sau đây tôi hướng dẫn cái bài tập là squat với tạ ha. Các bạn sẽ thực hiện với tạ là 6kg. Thứ hết là hai chân rộng bằng vai, hai bộ chân hướng về trước, mắt nhìn thẳng ha. Thì chúng ta sẽ khom người xuống tư thế này, lưng thẳng và mắt nhìn thẳng. Hít sâu bằng mũi và chúng ta lên, thở bằng miệng. Thở. Thì bạn có thể tập từ 10 đến 12 lần. Trong một set như vậy chúng ta cố gắng tập khoảng là 2 đến 3 set. Rồi, mời em ra đây. Đối với những cái động tác squat như vậy chúng ta lưu ý một số vấn đề như sau. Cái nhất á, là khi chúng ta thực hiện bài tập thì cái phần gối chúng ta không vượt quá mũi chân rồi xuống. Cái nghĩa là cái gối chúng ta không vượt quá mũi chân mà nhất là gì? Hông, vai, đầu chúng ta giữ thẳng và khi bật lên như vậy nè, thở mạnh ra. Nghĩa là cái nhịp điệu động tác cũng như là cái hơi thở chúng ta phải đúng nhịp và cái gối chúng ta nó không vượt qua mũi chân, tại vì vượt qua nó sẽ nguy hiểm đến vấn đề về khớp, sau đó bằng khớp. Chúng ta sẽ lưu ý một số vấn đề như vậy. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn bài tập cơ bụng giữa. Mục tiêu với cái bài tập bụng này á, là giúp cho chúng ta là gì? Kích thích cái phần cơ bụng cũng như là giúp cho chúng ta hấp thụ thức ăn tốt hơn và cho cái sự tiêu hóa thức ăn cũng tốt hơn. Thì hai tay em để lên cao. Rồi, chúng ta thực hiện qua từng chân một, em gặp lên. Gặp lên. Đúng rồi. Khi mà chúng ta lên thì chúng ta thở mạnh ra. Bài tập cơ bụng đây là bằng bụng giữa. Đối với những người tăng cân như em thì em tập vừa phải thôi, khoảng từ 12 đến 15 lần cho một nhịp rồi xuống. Lên. Thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn với các bạn là bài tập với sợi dây chuyên dụng này. Sau đây mời em làm thử cho anh 12 lần. Rồi nghiêng người lên trên, xích trên cho lên trên này. Rồi ngước cầm mắt nhìn trên, thẳng lên, lên. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài tập gọi là hít xà đơn. Mời em lên đây làm mẫu một lần. Đi khách em đứng lên đây. Thì cái bài tập đầu tiên chúng ta sẽ có những cái bục để đỡ người chúng ta. Rồi chúng ta bung người ra. Mắt nhìn lên trên. Rồi hít sâu. Thì đối với cái bài tập hít xà đơn này, cái điều đầu tiên là chúng ta khi mà chúng ta hít lên á thì chúng ta thở ra và đồng thời cái chân chúng ta là giữ thẳng. Và khi mà mình hít lên như vậy thì cái người đầu chúng ta sẽ qua cái thanh sàn. Chúng ta cố gắng hít như vậy thì nó sẽ giúp cho chúng ta phần cơ tay và phần cơ lưng chúng ta sẽ được tăng nhiều hơn. Chúng ta có thể tập khoảng 2 đến 3 lần cho một cái nhóm cơ như vậy. Những bài tập này cũng không quá khó đúng không ạ? Chúng ta có thể ghi nhớ và tự tập luyện tại nhà. Anh Đan ơi, có một số quý vị khán giả có sự thắc mắc như thế này nè. Đó là họ đã tham gia tập luyện để tăng cân, nhưng mà tại sao một số người lại không thấy có sự phát triển về cân nặng sau khoảng thời gian tập ạ? Những vấn đề không lên cân nó có một số nguyên nhân như sau. Thứ nhất á, là cái người đó nó có vấn đề về bệnh đường ruột, có nghĩa là những cái vi khuẩn về đường ruột á, làm khi chúng ta ăn thức ăn rất là nhiều vào nhưng mà cái khả năng hấp thụ thức ăn chúng ta rất là ít.
Thì những cái trường hợp đó thì chúng ta gì phải đi kiểm tra bác sĩ, phải điều trị, sau đó chúng ta tập luyện và ăn uống lại đều đặn thì nó sẽ lên. Và cái thứ hai nữa là cái chế độ dinh dưỡng ăn uống không phù hợp, không đảm bảo và quá trình tập luyện cũng không có. Và cái nguyên nhân nữa là do ta thức đêm, uống nhiều chất kích thích, không ngủ đủ 8 tiếng cho một đêm như vậy. Thì rất là nhiều nguyên nhân nó gây ảnh hưởng đến vấn đề về không tăng cân cho chúng ta. Và vì cái chế độ dinh dưỡng chúng ta nó chưa phù hợp. Vậy chế độ dinh dưỡng cần thiết cho những người đang muốn tăng cân là như thế nào ạ? Cái nhất là chúng ta phải đảm bảo đủ các cái thành phần như là thịt, trứng, cá, sữa và bổ sung thêm nhiều rau, nhiều nước và ngủ đủ giấc và tập luyện đúng phương pháp, đúng thời lượng thì lúc đó giúp cho cơ thể chúng ta nó thích hợp mà nó sẽ tăng cân nhanh hơn. Thì cái nữa là chúng ta phải ngủ đủ giấc, nghĩa là chúng ta phải ngủ từ 8 đến 9 tiếng trong một ngày. Và hai, chúng ta tránh thói xấu như là chúng ta chơi game quá lố. Hai nữa là chúng ta thức khuya quá nhiều. Hai nữa là uống những cái loại thức uống có nhiều chất kích thích, nó làm ảnh hưởng đến cơ thể chúng ta. Vì vậy chúng ta tránh những cái loại thức ăn đó là chúng ta sẽ hạn chế và chúng ta khắc phục được cái vấn đề về tăng cân cho mình. Xin cảm ơn anh Đan rất nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn chương trình. Với các quý ông có thân hình quá là mảnh khảnh thì việc tập luyện để tăng cân là điều chắc chắn nên thực hiện. Lúc đó chúng ta sẽ có một thân hình thật đẹp, trông mạnh mẽ, nam tính hơn và đặc biệt là cũng thu hút hơn nữa. Và để có được điều đó thì cần phải có sự quyết tâm kiên trì, tập luyện, ăn uống, nghỉ ngơi thật là điều độ. Xin chúc các quý ông thành công nhé.